Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi nó lại nhúc chứ đừng có ngồi cái ngay để người sau đừng có dòm cái đầu cái trước. Dòm nó nhói nhói đây này hai cái đầu này thấy nên mình qua cái giữa kiếm một cái cục về cái người gì nhát vô giữa chúng ta thường có một cái ý nghĩ mà chúng ta không biết cái ý nghĩ đó là nó từ đâu mà nó sanh ra, bởi vì thường thường là chúng ta nghĩ cái gì mà nếu chúng ta không có ý nghĩ thì chúng ta không biết cái ý nghĩ đó nó từ đâu nó đến. Mà nếu khi có ý nghĩ thì ở trong cái ý nghĩ đó nó mang tất cả cái hình ảnh của cái gọi là sống hay là này, nhưng mà chúng ta cũng không biết mình sống như thế nào. Đó. Cho nên tôi thường suy nghĩ và tôi thấy người ta đó thường thường nó có vài cái trạng thái nó rõ ràng nhưng mà mình không ý thức. Nghĩa là một là luôn luôn mình có một cái vọng tưởng, nghĩa là những mình không nghĩ cách này thì mình nghĩ cách kia, mình không nghĩ chuyện này nghĩ chuyện đó, trong tâm mình không bao giờ nó có cái chỗ mà không có ý nghĩ. Cho nên hồi xưa tôi tu á là cái ý tôi nó muốn tìm cái chỗ mà tại sao con người lại có cái ý nghĩ, nếu con người không nghĩ là gì. Nhưng mà khi tìm thì không bao giờ thấy, mà mình muốn thấy cũng không được. Cho nên tôi mới theo dõi thì tôi thấy ở giữa những cái ý nghĩ đó, nó có cái không có nghĩ. Tức là mình nói thông thường, tức là cái niệm á, ở giữa, ở trong cái khoảng mà giữa những cái niệm hay là những cái tư duy, nó có một cái khoảng trống, tức là không có ý nghĩ, không có niệm. Cho nên tôi mới nghĩ là không có niệm thì mình biết nhưng mà mình lại không có giữ được, mà cái ý nghĩ á, tức là nghiệp, mình nghĩ cái gì là cái nghiệp mình nó ở theo cái ý nghĩ đó, bởi vì nó có một cái thói quen nào đó, mình mới nghĩ về cái thói quen hay là nghĩ về cái công việc, nghĩ về đời sống, nghĩ về bất cứ cái gì thì nó có cái tư tưởng về cái sinh tồn đó, cái sự sống đó. Cho nên nó là cái ý nghĩ. Nếu không có ý nghĩ đó thì là nó thuộc về cái vô niệm. Mà cái vô niệm thì là thật sự là nó gần gũi hay là có thể nói là nó là cái mặt trước của bản tâm, của cái tâm của mình. Còn một trạng thái nữa mà chúng ta có thể có hoặc là có thể chưa chưa tới, tức là chết. Không phải là chúng ta tắt thở thì chúng ta mới chết. Có những lúc có khoảnh khắc chúng ta chết. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, chúng ta không hiểu nó biến đổi như thế nào. Có khoảnh khắc mà chúng ta hoàn toàn không biết được. Đó. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình muốn muốn đứng một nơi nào đó thì ở dưới cái chân của mình nó phải vững chắc. Nếu mình đứng ở trên một cái chỗ mà nó không có vững chắc thì nó sẽ sụp ở dưới chân. Hoặc là nó cũng như cái chỗ nó bị bùn lầy, hoặc là nó là đất cát, hoặc là nó là một cái gì đó. Nó không có thể đỡ được cái sức nặng của cái chân được. Cái cuộc sống của mình cũng vậy nữa, luôn luôn nó có những cái ý nghĩ nó làm cái nền tảng để cho nó đỡ cái sự sống. Bởi vì con không người không có ý nghĩ thì nó không biết cái gì hết cả. Nhưng mà mình nếu mình không ý nghĩ thì nó lại làm sao? Đó. Cho nên tôi mới xem ở trong sách đó. Ví dụ như nói về cái tâm có một cái đoạn như thế này. Đây.
Bởi vì cái Tại vì đây là cái đoạn nó dịch văn, chứ cái này nó cái nguyên văn nó bằng cái Pali, bởi vì ở đây nó thuộc về cái loại vi diệu pháp, tức là Abhidhamma. Nó diễn dạng tất cả các loại tâm, từ cái tâm mới khởi cho đến cái tâm dừng lại, cho đến cái tâm chuyển động, mà từ cái tâm phàm tục cho đến cái tâm là lên cho tới chư thiên, các loại trời hay này cái gì đó, mà tất cả nó đều ở trong những cái vận tốc của tâm. Trong sự diễn hành của an chỉ tốc hành, không có phân biệt đối tượng rõ ràng và không rõ ràng, cũng không có sự sanh khởi của đồng sở duyên. Bởi vì cái từ này chúng ta phải 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 biết về sao, chứ đây nó nhiều cái từ mà chúng ta không biết, bởi vì nó chuyên môn. Ở đây một trong tám dục giới tâm, dục giới tốc hành tâm tương ưng với trí, tùy theo thứ tự khởi lên 4 lần hay 3 lần dưới danh nghĩa parikama là chuẩn bị, ibhakara là cận hành, anuluma là thuận thứ, và gosrabu là chuyển tánh. Nó tức là nó là ở trong cái gọi là nó chuẩn bị cận hành, thuận thứ và chuyển tánh. Nhưng mà những cái vận tốc đó nó đi trong tâm mình, nhưng mà chúng ta không có biết. Liền sau khi chúng diệt trong sát na thứ tư hay thứ năm, tùy theo trường hợp một tốc hành tâm trong 26 đại hành và siêu thế tâm đi vào trong lộ trình của an chỉ, tùy theo sự cố gắng thích hợp. Nghĩa là hướng dẫn và ý chỉ nhất tâm trên đối tượng đó, tức là Appana đó, Ekagamsitam Aramatna, đây là cái tiếng Bali. Như vậy là một hình thức của Vitaka, tức là tâm, nhưng sắc sảo và mãnh liệt hơn. Vì muốn tu thiền, lựa chọn một đối tượng thích hợp tùy theo tánh tình của mình, rồi chuyên chú quán tưởng cho đến khi chúng được sơ thiền. Ở đây lộ trình của tâm sẽ như sau. Tức là khi mà cái tâm của chúng ta muốn biết được nó dẫn đầu từ đâu và nó đến cái chỗ dừng lại, là cái niệm trú, tức là cái thiền ban đầu là sơ thiền đó, là nó như thế nào. Lộ trình tâm sẽ như sau, tức là một là ý ý môn hướng tâm, thứ hai là chuẩn bị tâm, thứ ba là cận hành tâm, và thứ tư là thuận thế tâm, thứ năm là chuyển chuyển tánh và an chỉ. Tức là ở đây nó tất cả nó đều là tiếng Bali không, nhưng mà dịch ra cái tiếng Việt nó về, chứ mình đọc tiếng Bali thì có khi trúng có khi không trúng, bởi vì cái tiếng Bali cái vần nó chúng ta không học thì không thể đọc được. Là bởi vì ví dụ có những tiếng mà nó có thể chúng ta theo cái cách của đọc tiếng Anh ta đọc được, có tiếng thì chúng ta đọc tiếng Pháp được. Nó nhưng mà cái tiếng Bali là một cái tiếng nó khó đọc. Nếu mà không mình không học chính thức thì mình đọc nó sai. Bởi vì nếu chúng ta đọc theo cái chữ thì nó chẳng hạn như Prapasikama là chuẩn bị tâm, Ibhakana là cận hành tâm, Anuloma là thuận thế tâm, Gotrabu là chuyển tánh, nhưng mà nó không chắc là cái vần đó nó trúng. Apana là ăn chỉ, tâm đầu là ý môn hướng tâm đến trước, tốc hành tâm và tùy thuận với đối tượng được nhận thức. Bởi vì cái người mà thật sự là cái người mà học cái môn này á, phần nhiều là những Phật tử rất lâu năm, không phải là lâu năm, nhưng mà họ là những Phật tử mà họ học giáo lý rất già, rất sâu. Cũng như hồi xưa tôi học về Phật học phổ thông đó, mà học tới khóa thứ 7, thứ 8, thì mình mới học đến những cái tâm như là kinh Viên Giác hay kinh Lăng Nghiêm.
Còn những cái Phật học mà từ cái tập thứ nhất đến tập thứ ba, thứ tư á, thì nói về Phật học bình thường thôi. Chứ còn không có nói đi những cái loại tâm. Tâm dẫn đầu là ý môn hướng tâm. Đến tốc hành tâm và tùy thuộc với đối tượng được nhận thức. Thứ đến là chuẩn bị tâm, tức parikrama, chuẩn bị tâm sở dĩ được gọi vậy vì tâm này sửa soạn chuẩn bị cho một tâm cao hơn. Tức là khi mà chúng ta có, nói là có cái tâm, tức là có một cái ý, một cái gì nó sanh khởi ở trong lòng của mình đó. Bình thường thì nó không có gì cả, mà nó không có gì cả, nó ngầm, nó có khi nó có cái niệm lờ mờ, rồi nó phát lên một cái loại ý, ý hướng, ý muốn khởi, khởi ra một cái, cũng như mình nói là cái nghĩ hay là cái tư tưởng đó. Thì bây giờ là mình nói là cái tâm. Ở đây là nó là cái tâm, tức là tâm này là tâm tưởng. Chứ còn nói cái chân tâm thì thực sự nó không thể dùng những cái từ này mà nói được. Đó. Soạn chuẩn bị cho một tâm cao hơn gọi là đại hành tâm hoặc là siêu thế tâm, xong đến Ibakara là cận hành tâm, vì tâm này khởi lên rất gần với thiền tâm hay là siêu thế tâm. Sắp chứng được, thông thường hai sát na tâm này khởi lên bắt đầu cho lộ trình của Apana là ăn chỉ, nhưng đối với vị tu hành đã thuần thục, chỉ có Ibakara tâm khởi lên, không có Parikrama là tâm. Tâm sát na thứ ba được gọi là Anuloma, là thuận thứ. Vì tâm này vừa thuận với tâm trước và thuận với tâm tiếp. Nghĩa là tâm đã diệt trừ dục giới tánh, phát triển đại hành tâm hoặc siêu thế tâm. Tiếp theo tâm này là tâm Appana. Đến đây định tâm đã đạt được mức độ rất cao. Một jhana chưa phát triển đến mức độ tối đa được gọi là, chúng ta đọc ra rồi sau mình giải thích thêm. Hay là người hữu học, tức là hữu học gọi là Seka. Một trong bốn dục giới tốc hành thiện tâm tương ứng với tri khởi tâm. Đối với vị vô học, thời một trong bốn dục giới vô học là gì cô em quán? Còn hữu học, thời một trong bốn dục giới tâm, dục giới tốc hành tâm, duy tốt tâm tương ưng với trí khởi lên lộ trình của siêu thế Apana Javana được tiễn đưa như sau. Tức là Parikrama, thứ hai là Paka Upakaza, thứ ba Anuloma, thứ tư là Gurjabu, thứ năm là Manga, Manga đó, thứ sáu là Bala. Hai từ này nó giống nhau. Chuẩn bị, tức là chuẩn bị nè, rồi cận hành nè, thuận thứ nè, chuyển tánh nè, đạo tâm nè, quả tâm là quả tâm. Trong lộ trình này, Parikrama có thể khởi hay là không tùy theo trình độ tu hành. Ở đây, Gurjabu nghĩa là tâm đã diệt trừ dục giới tánh và phát triển siêu thế tánh. Một trong bốn dục giới tốc hành tâm, tốc hành thiện tâm tương ưng với trí khởi lên trong bốn giai đoạn sơ khởi này. Đối tượng của ba tâm sát na đầu tiên thuộc về dục giới, nhưng đối tượng của tâm sát na thứ tư là niết bàn. Tuy vậy, tâm sát na Hurjabu chuyển tánh này chưa có thể diệt trừ các phiền não, chỉ có đạo tâm tiếp theo mới làm cả hai phần sự thể nhập niết bàn và diệt trừ phiền não. Maga hai đạo tâm chỉ khởi với một lần, tiếp theo là hai quả tâm. Nếu có Parikrama hoặc là quả
tâm nếu không có parikamma. Trong trường hợp đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, tâm sát na thứ tư được gọi là vodana, thanh tịnh. Thế cho Gotsabu nếu có tâm parikamma thì vodana khởi lên vào sát na thứ tư, nếu không thì vào sát na thứ ba. Trong 104 đạo tâm chỉ khởi lên một lần trong đời người, nhưng quả tâm thì có thể chứng được cả ngày liên tục. Qua ba quả tâm trước, dự lưu, nhất lai, bất lai khởi lên sau một tốc hành thiện tâm. Khi hướng quả A-la-hán thì tốc hành tâm khởi trước, phải khởi duy tác, vì một vị A-la-hán không có tốc hành thiện tâm. 26 tốc hành tâm tức là đại hành, 18 cộng siêu thế 8. Sự liên lạc giữa tốc hành và an chỉ tâm. Ở đây tiếp theo, tốc hành tâm tương ưng với hỷ, nghĩa là chúng ta tạm thời, nghĩa là hiểu bằng cách tưởng tượng ở phần nào thì chúng ta biết được chỗ đó, rồi có thể giải thích thêm là khi mà chúng ta xác định được cái tâm đó, cái từ đó, trong tâm đó thì chúng ta mới biết cái trạng thái nó. Upana tâm sẽ tương ưng với hỷ. Upana là tâm sẽ tương ưng với xả. Nếu tốc hành tâm đi trước, tương ưng với xả ở đây. Nếu tốc hành tâm đi trước là thiện, thì upana, javana cũng thiện. Hay nếu là ba quả chứng, thời ba quả tâm thấp hơn khởi lên một tốc hành duy tác sẽ được một tốc hành duy tác tiếp theo, hay A-la-hán quả tiếp theo. Bởi vì chúng ta không có thực sự mà chúng ta xác chứng được cái trạng thái ở trong lòng chúng ta, thì cái từ tâm này chúng ta chỉ nghe thôi, chứ mà mình không cảm giác nó như thế nào được. Ví dụ như chúng ta có thể biết những cái từ thông thường như là thiện tâm, hay là bất thiện tâm, hay là ác tâm, hay là một cái tâm mà chúng ta hướng về một cái tính chất vượt qua các cái giới hạn của tư tưởng, của suy nghĩ, nó là siêu thế tâm. Đó. Tức là chúng ta ngưng lại tất cả cái dòng tưởng của chúng ta, mà cái biết của chúng ta đó nó luôn luôn nó có một cái sự phóng tới để hiểu một cái gì, xác định một cái gì đó, cũng như giống như cái trực giác đó. Đó. Nhưng mà ở đây các cái vị mà người ta ghi lại đây đều là những cái các vị thánh tăng, những cái vị họ đã đạt đạo, đã tự mình chứng và thấy được tất cả cái dòng tâm nó như vậy. Đó. Chứ không phải là người ta đặt ra mà người ta nói. Bây giờ dù quá khứ, hiện tại, vị lai, những vị mà tu hành từ cái phàm tục không biết gì, và thì nó cũng đi qua những dòng tâm này. Từ cái tâm không biết gì, rồi cái tâm khởi lên nó như thế nào, rồi có một cái ý nghĩ, rồi cái ý nghĩ nó đến cái chỗ mà nó dừng lại cái ý nghĩ, đó là cái quả của ý nghĩ. Hoặc là một cái tâm nó sanh ra, rồi nó vượt qua chính cái tâm đó, trong cái sắc na nào đó mà người ta thấy được cái tâm đó thì nó thành quả. Ví dụ như cái tâm dự lưu, tâm dự lưu thì nó đã đi vào cái dòng thánh, tức là cái tâm đó ở trong cái sắc na tâm đó, nó đại khái thì nó vượt qua tất cả những cái kinh nghiệm, tất cả những cái mà chúng ta gọi là mình có thể hiểu biết về cuộc sống, về đời, về bất cứ cái gì đó. Nó là một chuyển động của cái tính thức sâu kín. Sâu kín nó mỏng manh nhưng mà nó vượt qua. Vượt qua tức là cũng như mình có một cái ý nghĩ mà ý nghĩ nó thoáng qua. Cũng như cái ý nghĩ đầu là một cái ý nghĩ nặng. Ví dụ như mình có thể thù oán, hoặc là tức giận, hoặc là có một cái gì đó. Nhưng mà nó thoáng qua cái ý nghĩ, nghĩa là có một cái tư tưởng rõ ràng đó,
thì nó còn ra một cái ý nghĩ mơ hồ, cũng giống như là, tức là chúng ta không có cái thù oán, nhưng mà chúng ta có một cái sự giống như giận hờn. Rồi nó quá qua cái giận hờn, có thể chúng ta phẫn nộ, rồi chúng ta có một cái sự ngầm mà gọi là ghét bỏ. Rồi nó qua cái tâm ghét bỏ đó là chúng ta có một cái tâm gọi là không thân thiện. Rồi qua cái tâm không thân thiện là chúng ta có cái tâm dưỡng dân. Rồi cái tâm dưỡng dân, rồi cái tâm chúng ta thấy có thể là nó mất cái tâm đó, nó được gần gũi, nó bằng lòng, nghĩa là không không khó khăn, không trở ngại, không bị nó gọi là dị ứng, là vô cảm ở trong cái tâm thiện. Nó những cái từng cái tâm thức đi lên, nhưng mà ở đây người ta nói nó tinh tế hơn, ta nói cái từ đó tức là người ta nói cái chuyển động của những nấc tâm. Cho nên mình thường thường mình nói tâm là mình nói chung chung vậy, chứ mình cũng không có biết là thật sự cái tâm là như thế nào. Mình chỉ nói là cái tâm là ý nghĩ của tôi, bây giờ cái tâm tôi rất lương thiện, cái tâm tôi muốn tu, hay là cái tâm này kia, tức là chúng ta nói cái tổng quát của một cái cảm xúc ở bên trong. Chứ còn thật sự là chúng ta không thấy cái vận hành của nó đi. Cho nên ví dụ như khi mà chúng ta hiểu đạo hay là chúng ta chứng đạo, thì chừng nào mà nó tạo thành một cái cảm giác rõ ràng, xác định thì chúng ta mới biết được. Mà chúng ta cũng biết là mà rồi đến khi mà lúc mà nó chín mùi thì chúng mình thấy mình khác lạ rồi. Dường như cái hồi trước đó mình thích, bây giờ mình không thích nữa. Cái hồi trước đó mình có, bây giờ mình không có nữa. Mà tất cả nó mất hút, nhưng mà không phải là chúng ta so sánh, mà chúng ta thấy cái dòng tâm chúng. Cũng như mình thấy tự nhiên mà mình cao thượng, tự nhiên mình có lòng từ, và mình thân thiết được với tất cả người và vật. Rồi tự nhiên mình vươn lên cao nữa, mình thấy mình có một cái tâm trong sáng. Và cái tâm trong sáng đó, trong đó nó có từ bi và nó có cái sự hỷ xả, nó có cái niềm vui. Mà không phải là vì cái lợi, không phải vì cái gì do cái bản ngã mình, mà mình hỷ, chỉ gọi là tâm hỷ lạc đó. Từ trong đó nó từng cái tâm nó sinh lên, nó rất tinh tế. Nhưng mà ở đây là phần nhiều á, có thể là do những cái người mà họ thiền định liên tục thì cái tâm đó nó mới khởi ra. Bởi vì cái tâm này là cái tâm chuyển tiếp, như Rosabu đó là cái tâm chứng, cái tâm nó trở thành cái nghĩa là nó biến đổi, cũng như cái đặc tính bây giờ nó đã thay đổi rồi. Cũng hồi đó nó ví dụ phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại tiêu vậy đó, vô tầm vô quý hổ thẹn, hay là nghĩa là không mắc cỡ đó, vô tầm vô quý trậu cử hôn trầm tán loạn thất niệm bất chánh tri, không hiểu biết cũng là một cái loại tâm mình gọi là mơ hồ mù mịt, hay là kém cỏi, hay là đần, hay là ngu, ví dụ đó. Nó cái nước tâm đó, nếu mình biết cái đó thì tự nhiên mình có thể tự làm cho thay đổi. Nhưng mà trường hợp là mình phải tu và mình phải quán tâm, mình phải thấy mình đang ở trong tâm nào. Còn nếu mình tu mà mình chưa biết á, mà mình tu nó đúng mức á, thì có cái vị mà họ chứng quả cuối cùng á, thì họ nhìn họ biết. Cho nên một vị A La Hán có thể biết một A Na Hàm hay Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàng. Nhưng mà Tu Đà Hoàng thì không thể biết Tu Đà Hàm A La Hán được. Mà Tu Đà Hoàng á, thì nó biết được cái tâm của phàm tục ở trong cái dạng thô. Tu Đà Hàm nó biết cái tâm phàm tục ở trong cái dạng tế hơn. Còn A La Hán thì họ biết tất cả cái tâm của chúng sanh nó sâu kín, nghĩa là nó có thể nó mơ hồ, nó khởi lên mà những người bình thường không biết, chính người đó cũng biết được, nhưng mà A La Hán họ biết được. Rồi Đức Phật là thấy sâu xa đó, là thấy cái nghiệp của người đó, cái chuyển động của người đó, có thể một ngày người nào đó họ sẽ sanh ra nghiệp đó, họ sanh ra cái quả báo đó, thành một vị Phật họ thấy hết.
Vì họ thấy như vậy cho nên họ biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Họ biết người này sẽ sanh ở đây, người này sẽ sanh chư thiên, sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Là người ta nhìn ở trong cái tâm đó, biết như vậy đó. Chứ nếu không biết tâm thì con người đó đâu có biết cái gì đâu. Bởi vì con người là một cái cục thịt cứng nhắc, nhỏ nhạt, đâu có gì đâu. Nhưng mà ở trong đó nó có cái tâm, nó có một cái tâm, cho nên nó linh động, nó linh động. Cái tâm nó gọi là sự sống. Cho nên giống như là nó cái thân mình nó ở trong cái tâm, cũng giống như là một cái món đồ ăn mà nó ở trong tủ lạnh, nó được bảo quản, nó được bảo, nó được cái đông lạnh, nó không hư không thối, đại khái vậy. Còn nếu khi mà cái tâm nó tàn diệt, nó tắt hụt mất rồi, nó không còn gì nữa, thì thực sự tất cả cái nhiệt nó cũng mất, tất cả cái lực sống cũng mất, thì cái tâm nó nguội lạnh và bắt đầu những cái phân tử nó rã ra. Mà khi nó bắt đầu nó dừng lại, cái tâm nó thoát ra ngoài, thì tất cả có cái cơ thể của mình nó cũng trở thành, cũng giống như là nó không còn hoạt động, nó không biết được, cho nên mình gọi là chết. Chết tức là nó không có cái lực sinh tồn, nó không có tự sống, tự rung động, tự chuyển biến nữa. Tự nhiên nó ngưng lại, nó ngưng có cái dòng chảy ở trong những cái thế giới hạt nhỏ, nó cũng ngưng lại hết. Nó ngưng và nó bắt đầu nó đổi, nó rã, nó mục rã, nó chuyển động nhưng mà nó chuyển khác. Nhưng mà cái thế giới này là một cái thế giới luôn luôn nó ảo ảnh, nó không có thật. Dù sống hay dù chết, nhưng mà tất cả nó luôn luôn nó thay đổi. Ví dụ một người, ví dụ như mình ngồi mình tỉnh táo thì nó khác, mà mình mê muội nó khác, mình buồn ngủ nó khác. Cho nên mình cứ nhìn từng mạc thì mình thấy cái tâm ở trong đó nó sao đó. Cho nên mình, tôi nhìn mỗi người đó thì tôi thấy nó thế nào đó. Cho nên tôi nói coi mặt mà bắt hình dung nhìn dung mà thấy cái tâm nó tận cùng ở trong đó thế nào. Bởi vì cái tâm là một cái sự rung động vừa vật mà vừa cái vô hình. Cái vô hình đó là cái nghiệp của nó nằm trong thọ tưởng. Bởi vì có thọ nó làm cho ấm lên, nó làm cho có lực sống, mà có tưởng thì nó linh động. Nó linh động, nhà mà nó không có ánh sáng nữa. Thì nếu có một sinh vật nào đó thì nó chìm vào cái bóng đêm, và nó cũng chìm vào trong chính nó bằng cái sự mê hoặc là ngủ. Cho nên khi tối khi đêm, nếu mà khi mà mình đưa ngang mà cái tâm mình đó, tự nhiên cái đó. Cho nên do như vậy á, bởi vì tâm là nó điều khiển cái đời sống, nó điều khiển từ cái đời sống đó chúng ta có khổ, có vui, hay là có. Cho nên nó sao thiện tâm câu hữu với hỷ, 32 tâm khởi lên. Sao thiện tâm câu hữu với xả thì 12 tâm khởi lên. Người ta tính từng tâm rồi mỗi tâm có bao nhiêu vận tốc, có bao nhiêu cái nấc rung. Nghĩa là trong cái môn học này, nếu mình biết hết rồi thì mình thấy con người nó không gì. Nó giống là một cái bộ máy mà nó còn vi tế gấp trăm lần những cái bộ máy bình thường nữa. Sao di tác tâm câu hữu với hỷ, 8 tâm khởi lên. Sao di tác tâm câu hữu với xả, 6 tâm khởi lên. Hỷ tức là mình vui, xả tức là mình thấy vui, mình bỏ. Đó. Nghĩa là mỗi cái như vậy đó, mình có một cái trạng thái riêng. Tức là tự nhiên mình thấy sanh quan hỷ, mình phấn khởi, hưng phấn. Đó. Thì lúc đó mình thường hay, nó chính là mình, cái hỷ nó chính là cái nó làm cho thanh cái trạng thái của tâm cho nên. Nhưng mà một người mà họ học Phật
hoặc học trong cái môn vi diệu pháp này kia, thì ta nhân cơ hội đó mình coi tâm, mình xem tâm. Cho nên hồi xưa tôi làm sách tôi có nói về cái đó đó, kêu bằng gì gì mà xem tâm thấy tựa bức màn, từng giây tre lát điểm thành chu vi, trí nhân siêu việt chữ thì, vắt thân như thể vũ đi bụi đường, thấy thân góp tự bằng xương, làm bằng gì gì, nghĩa là cuối cùng mình trong lúc đó một phần là mình quán tưởng để mình viết ra, một phần thì mình có cái cảm giác đó mình viết ra. Nghĩa là cuối cùng mình thấy rằng cái thân tâm mình nó cũng như sương khói mà thôi. Rồi sau này mình mới đọc sách khoa học, mình thấy nó thật sự cũng như những cái lỗ chân lông mình thấy nó biết hết. Chứ mà thật sự mình phóng mấy phóng đại to thì mình thấy mỗi lỗ nó to ra, nó rộng tết. Nếu mình ép hết, hả? Nó cứ nó tắt rồi nó nói, nó làm cho đứt cái tư tưởng. Nhiều khi mình nói lại mình không biết. Mà ở đây mới nói là đối với phàm phu và các hạng hữu học, tức là như mình nè, mình chưa phải là thánh mà mình còn đang học vị, mình đang hướng lên cái chỗ mà để kinh nghiệm chứng nghiệm tu chứng đó, là nó trong cái hàng hữu học, chừng nào mà đến A La Hán thì mới gọi là vô học. Quả an chỉ khởi lên tiếp theo dục giới thiện tâm có ba nhân. Đối với các vị A La Hán thời quả Ambana, ăn chỉ tâm khởi lên tiếp theo dục giới duy tác tâm có ba nhân. Thiện tâm câu hữu với hỷ là hai, dục giới tâm câu hữu với hỷ và tương ứng với trí có 32 ăn chỉ. Thiện tâm câu hữu với hỷ, sắc giới 4 thiền câu hữu với lạc, 4 đạo 4 thiền. Những cái này chúng ta tạm thời chúng ta nghe cái danh từ đi, chứ thật sự không có hiểu gì đâu. Nhưng mà mình đừng có khó chịu, để bởi vì mình hiểu lần đầu thì mình có thể hiểu chỉ nó thuộc về danh từ thôi. Rồi sau này từ cái danh từ đó giải thích ra, ví dụ như cái dục giới tâm hay là hữu tâm, phần tâm, siêu thế tâm gì đó, là nó chỉ cho cái trạng thái chuyển đổi. Ví dụ mình từ một cái bình thường mình chuyển thành một cái tính chất gì đó, nó hỷ, nó vui. Rồi cái vui, rồi cái hỷ là nó vừa vui, rồi tới lạc là nó thỏa mãn. Rồi nó tới cái gì đó, từng cái tâm. Mà cái tâm ở mình thì mình nghe cái trạng thái, tức là cảm giác. Nhưng mà có cái vị mà thánh tăng mà người ta có con mắt, nghĩa là nó thuộc về cái nhãn chứng đó, thì người ta nhìn, người ta thấy cả cái vận tốc chuyển động, cho nên người ta mới nói ra cái này được. Chứ không phải là ta nghĩ ra hay là ta đặt ra mà ta nói. Ví dụ như sắc giới thì có 4 thiền đầu này, siêu thế giới là A-la-hán quả và 4 thiền. Có 12 an chỉ thiện tâm câu hữu với xã. Siêu thế tâm trừ A-la-hán quả có 6 an chỉ dục tâm. Siêu thế A-la-hán quả, nghĩa là ở đây người ta kê khai đó. Trong tất cả trường hợp, nếu là một đối tượng không khả ái, thời năm thức tâm, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, đồng sở duyên tâm, bất thiện, dị thục. Nếu là một đối tượng khả ái, thì các tâm trên thuộc về thiện, thiện dị thục. Nếu đối tượng rất khả ái, thời suy đạt tâm và đồng sở duyên tâm, câu hữu với hỷ.
Nếu tốc hành tâm của vị A-la-hán câu hữu với hỷ, đồng sở duyên của vị này cũng sẽ câu hữu với hỷ. Hỷ là vui đó, là thoải mái đó. Nếu tốc hành tâm câu hữu với xả, đồng sở duyên tâm vị này cũng câu hữu với xả. Nghĩa là ví dụ như chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta vui, thì gọi là mình câu hữu với hỷ. Mà chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta xả, chúng ta bỏ là câu hữu với xả. Nhưng mà ở đây nó còn nói cái tâm vi tế bên trong đó, chứ không phải nhất thiết là cái hành động nó hiện ra bên ngoài. Cho nên một kinh nghiệm hiện tại ở dục giới được tâm thức khi nhận tùy theo thái độ, kết quả của nghiệp chúng ta ở quá khứ. Như chúng ta nghe từng câu nó rất rõ chứ cũng không khó khăn. Dục giới là cái cõi của mình đây, là nói chung từ tất cả quả trời dục á. Là trước khi mà lên quả trời thiền á, cũng như từ dục là nói chung tất cả trong 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 cái cõi dục giới của từ cái cõi thế gian, cõi đời, cõi người Atula, hay là kể cả những cõi bị đọa xứ, hoặc là các vị chư thiên, như bắt đầu các vị tứ thiên vương, hay là các vị đầu lự thiên, các vị dạ ma thiên, đâu xuất thiên đó, nó lên cho tới quá lạc thiên, tha quá thiên, rồi bước tới cái cõi sơ thiền á, thì nó là cái cõi sắc giới. Và qua cõi không là cõi vô sắc giới, tức là không xứ thiên, thức xứ thiên, vô sử phi tưởng á, là cái vô sắc giới. Cho nên cái từ này thật sự thì nghe cái này tôi muốn nói này để sao tôi đối chiếu với một những loại tâm khác, rồi mình hãy chọn lựa mình tu. Chứ còn thật sự là cái này nó chuyên môn lắm, đây là cái trình độ. Nhưng mà ở ngoài có Phật tử mà họ nghe, có nhiều Phật tử họ đã học rồi, hoặc là người ta học về Abhidhamma, hoặc người ta học về cũng như duy thức học. Thì Phật tử đó là những Phật tử ví dụ như chùa Ấn Quang, hay là mấy chùa lớn như Kỳ Viên, Viên Minh rồi này kia, cái thầy có dạy. Bởi vì khi chúng ta cái học mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta ngầm, chúng ta đối chiếu và xoay vào bên trong, chúng ta coi chúng mình biết cái lượng tâm của mình nó đang là gì. Rồi trong cái tưởng tượng của mình nó cũng như gần hiểu được cái chỗ vui buồn hay xả ly hay là cái gì đó, nghĩa là cái trạng thái tâm, tức là cái trong cái trạng thái đó nó có cái vận tốc của cái tâm chuyển động và cái tâm giảm trừ, hoặc là tâm ngưng trụ đó. Thành nếu ví dụ như mình chưa có hoàn toàn một cái tâm A-la-hán A-na-hàm, nhưng mà bắt đầu mình hiểu như vậy đó, thì tự nhiên có cái tâm mà nó ồn ào hay là cái tâm vọng tưởng mình nó cũng dừng lại. Cho nên khi mình học mình biết cái gì đó thì cái đó nó có cái tính chất làm cân bằng được cái không hiểu biết. Nó có, ví dụ nó có loại tâm đó mà chúng ta không hiểu biết thì nó hoạt động rất là mạnh, rất là hang, và nó hoạt động nó trở thành nghiệp nạn. Còn nếu chúng ta hiểu biết nó thì nó trở thành ngưng kết, nó sẽ thành chậm lại. Rồi nếu mà hiểu bằng cách nhìn vào tâm đó thì nó tiêu diệt luôn. Cũng như là chư hầu Phật mà nói pháp, các vị thầy hay là lúc đó các vị kheo, thì kheo ni người ta hiểu được, người ta chứng. Bởi hiểu được mà thấu vào trong đó thì cái tánh biết của mình đó nó trở thành chủ thể. Còn tất cả cái khách thể, tức là cái dao động của cái làn sóng tâm đó mà mình phân biệt đây đó, thì cái đó nó bay mất. Chứ không phải là mình hiểu biết, mà bởi vì hiểu biết là mình biết, ví dụ như bây giờ mình đương có một cái tâm ồn hay là một cái tâm gì đó, dù có một người nói anh đang có một cái tâm vậy nó không hay đâu, cái thì mình ngưng là mình nhắm mắt, hay là mình ý thức được. Khi mình ý thức thì tự nhiên nó cũng mất, hoặc là ít nhất nó cũng giảm đi. Cũng như ví dụ như trong một lớp học mấy em nhỏ nó ồn ào đó, rồi cô giáo cô đập của nó, mấy em ồn im đi, cái thì nó dù là nó không gì, nhưng mà cái tiếng im mà cái tiếng ngưng đó nó làm cho nó dừng lại. Nó dừng ở bên ngoài nhưng bên trong nó cũng dừng nữa.
nhưng mà nó lau nhau có thể nó thầm hay là gì với nhau là cái chuyện đó nó còn cái ức chế, nhưng mà một hồi nó im đó. Cho nên nó chuyển tâm, tức là nó chuyển cả cái động ở bên ngoài, ở bên trong. Thì con người khi mà nó chuyển tâm và nó chuyển đến cái mức vi tế nhất, tức là tất cả cái sống nó ngừng lại hết, thì nó trở thành cái tâm đó nó trở thành vô tâm, tức là nó trở thành chân tâm. Còn cái tâm mà nó dao động nó trở thành thức tâm, nó trở thành vọng tâm, loạn tâm, cuồng tâm. Nhưng mà người ta ít có nói chuyện đó. Còn nó tới cái tâm thật á, cuối cùng á, thì nó trở thành cái tánh không, nó đắc đạo. Mà hiểu được một phần á, thì con người đó nó sẽ thông minh một phần, và nó sẽ giảm đi cái tội mà nó tăng lên cái phước, và mình có thể làm được những việc tốt đó. Dù mình không rõ ràng đến trong cái mức mà cái tâm tiến hóa, nhưng mà cái khả năng của mình nó là sinh lên. Cũng như giống như mình ngồi ở trên một bờ biển hay là trên một đỉnh núi, gió mát nhẹ nhàng thì cái tâm, cái thân mình nó rất là thoải mái, nó khỏe. Khi cái thân nó khỏe thì cái tâm nó cũng nhàn hạ, và cái hiểu biết nó sáng suốt, và trong lúc đó cái hình hài của mình nó cũng mạnh giỏi hơn, nó khỏe hơn, và cái trí mình cũng sáng sủa hơn. Nếu mà lúc đó mình làm một việc gì thì nó chính xác hơn, đại khái vậy đó. Cho nên mình thấy cái sự thay đổi nó từ bên trong, nó từ bên trong nó mới có bên ngoài. Còn tự nhiên mình trong tâm mình nó mệt mỏi, nó không thoải mái, mà thân thể của mình nó khó khăn gì đó thì mình không thể mạnh được. Trừ khi mình có một cái loại ý chí đặc biệt nào đó thì tự nhiên mình vượt qua. Còn còn cái đời sống này là nó tùy theo giữa cái tính chất vật chất và cái tính không của mình, nó phối hợp thành nó có một cái sự dao động. Dù trong cái dao động đó mình có cái khổ hay cái vui, hoặc là trong cái tự thể nó gọi là sinh hay là diệt, tất cả đó. Nhưng mà mình nói theo cái chỗ nhìn, cái chỗ cũng như phân phân tích của mình thôi. Còn chính nó thì có thể là mình không 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 thấy hoàn toàn. Cho nên những cái từ trong này chúng ta phải học vài ba lần thì lần lần chúng ta mới cái giải thích từ chúng ta mới biết được. Những tâm làm công tác là 11 vị thục tâm, tức là ba si đạt tâm và tám đại vị thục. Nếu si đạt tâm câu hữu với hỷ đối với một đối tượng rất khả ái, thời Lambana cũng câu hữu với hỷ. Tada Lambana nó vì quá muội lược nên không thể tương ưng với sân. Bởi vì một cái tâm nào nó đưa đến cái sự nóng nảy, hoặc một cái tâm nào nó đưa đến cái sự dịu dàng. Chứ không phải tự nhiên mà con người muốn thương là thương, muốn ghét là ghét. Nó có những cái loại chuyển tiếp. Nhưng mà nếu một người mà họ thường quay vào bên trong theo dõi thì mình cũng biết cái chuyển động của mình. Mình không rành rẽ cái từ và cái khoảng cách, cái vận tốc như ở trong này nói. Nhưng mà mình cũng biết đương mình muốn nắm rồi. Mình thấy mình hơi bực rồi. Rồi mình nói tôi bực mình rồi và tôi tức giận, nóng rồi. Và lúc đó mình không kềm chế được. Và mình nói lớn lên hoặc là mình có những hành động như đó. Mình gọi là nóng giận hay là sân si. Cho nên vì quá muội lược nên không thể tương ưng với sân là kết quả của những kinh nghiệm quá khứ của chúng ta. Một người có thể quán một vật khả ái đầy những nguy hiểm, nhưng Taja Lambana có thể câu hữu với hỷ. Cũng vậy, một người có thể quán từ bi đối với con rắn, nhưng lại Taja Lambana người ấy chỉ có xả.
Nghĩa là chúng ta quán nhưng mà có khi chúng ta vui, có khi chúng ta bỏ, không như là không 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 có hỷ, nhưng mà là xả, nghĩa là chúng ta không thích, không không còn gì nữa cả. Chỉ có vị A-la-hán có thể chế ngự Tajalambana, và trong trường hợp này Lambana với Javana đồng tánh với nhau, đồng sở duyên và đối tượng của dục giới. Bởi vì nhiều khi cái từ cũng chúng ta cũng chưa nghe, rồi cái chưa có biết cái khái niệm và chưa biết cái vị trí thật sự ở trong người mình như thế nào, và cũng chưa có biết cái trạng thái đó nó xảy lên chỗ nào chỗ nào. Cũng như bây giờ chúng ta nói chúng ta đau trong người, nhưng mà chúng ta đau chỗ nào và chúng ta xác định được. Ví dụ chúng ta đau ở đầu lưng thì chúng ta xác định là đau đó là chỗ huyệt trường cường, huyệt mãn môn hay là huyệt nào đó, hoặc là phía trong phía ngoài nó có cái điểm chính xác, rồi chúng ta mới chữa được mà ý thức được. Còn nói chung chung vậy thì một là giống như trẻ con, nó đã đau chứ nó không biết đau chỗ nào, nó đau chỗ này chỗ này. Còn người lớn thì chỉ chính cái chỗ mà phát sanh đau thì bên trong đó, hoặc có cái vùng huyệt, hoặc là có cái vết tích của cái bệnh đó thì dễ chữa hơn. À, khái gì đó. Cho nên những cái từ như là tiếp tốc hành tâm, cao hữu với ưu, đồng sở duyên tâm và hữu phần đều tương ưng với xả, nghĩa là nó tuy nó sanh như vậy nhưng mà nó biến đổi, và nó gọi là xả ở trong cái sự mất đi, và nó hoặc là nó tồn tại cao hữu với hỷ. Cái chữ cái từ này nó còn mang nặng ở trong cái từ Hán âm. Do vậy đối với một người mà kiết sanh thức tương ưng với hỷ, thời sau tốc hành tâm tương ưng với ưu, sẽ không có đồng sở duyên tâm. Khi ấy một si đạt tâm tương ưng với xả khởi lên từ một đối tượng thuộc dục giới, và người ấy quen thuộc trong quá khứ, liền sau đó theo ý kiến một vài pháp sư sẽ chìm xuống trong hữu phần. Đồng sở duyên chỉ có thể khởi cuối cùng một dục giới tốc hành tâm với những chúng sanh ở dục giới, và chỉ đối với một đối tượng thuộc về dục giới. Đây là nó phần nhiều cái từ, nghĩa là cái này có thể nói là nếu mà theo học là nó từ cấp năm thứ hai thứ ba trung học Phật giáo trở lên mới bắt đầu học, chứ còn ở trong cái tiểu học thì nó chưa học cái này. Cũng như di thức vậy đó, nó học đầu tiên là học Bách Pháp, rồi sau lần 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 mới tất cả các cái bộ câu được. Chúng ta thấy rằng cái tính chất tâm á, chúng ta hiểu mà nó từ thì có khi mình cũng không nhớ, bởi vì mình không có quen với cái những các cái danh từ này. Rồi cái danh từ này phải xác định vào cái điểm ở trong cơ thể chúng ta, và chúng ta phải biết chúng ta bị mơ hồ về cái điểm nào, không biết về điểm nào, hay là bệnh về điểm nào. Cái nó khó như vậy. Thành cái sự tu học của nó, thật sự cái sự tu học mà tu tâm tu cái này nó cũng gần gũi với cái tính chất thiền, với cái tính chất, chứ không phải là chúng ta ngồi im lặng mà chúng ta không có biết. Bởi vì nó gần với khi mà người ta có cái định, người ta quán, người ta biết cái dòng tâm nó như thế nào đó. Thì thật sự thì nói theo thông thường thì nó rất khó, nhưng mà nếu ở trong cái sự chuyên tu á, thì đó là một cái chuyện người ta cần thiết, người ta phải xác lập được cái vị trí để cho cái tầm nhìn sâu vào bên trong nó xác định được, và nó yên vị, và nó làm tự những cái tâm chúng ta làm thay đổi.
thay đổi cái điểm dừng, cái điểm động ở chỗ đó, như thế đó. Thành chúng ta thấy cái tất cả nó đều rất là khó khăn, phải phải biết rồi, rồi phải thấy, phải nhận định, mà không được nhận định sai, rồi phải chuyển tánh, tức là cái danh từ gốc ra vô đó, tức là chúng ta phải chuyển tánh, làm cho nó thay đổi đi. Nghĩa là cái thiền quán mà chúng ta, khi mà chúng ta nhìn phủng, bởi vì người ta nhìn phủng, người ta biết thấy từng lượng tâm, từng nấc tâm nó đi như vậy đó. Cũng giống như một người bình thường, người ta tư duy đó, người ta biết được cái dòng nghĩ tưởng của mình nó như thế nào thế nào đó. Ví dụ ở bên có triết gia thì người ta không 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 đi sâu vào những cái điểm chính xác như là thiền học ở đây, nhưng mà đồng thời người ta cũng cũng hiểu biết rất nhiều, người ta thành ra những cái từ mình về triết học ở cấp cao thuộc về tâm lý học đó. Nhưng mà người ta nói một cách khác. Cho nên nếu trường hợp mà mấy ông tổ của phân tâm, nghĩa là về học đó, mà ông đọc cái này thì có lẽ người ta hiểu rất dễ, như chẳng hạn Freud, Fromm rồi này kia, mấy nhà phân tâm học đó, nghĩa là người ta đó, bởi vì cái trí của người ta với cái tình chất, cái tính chất tìm kiếm cái học để đưa đến cái chân lý vĩ đại đó, thì thực sự người ta có trình độ sẵn. Còn mình á, đột nhiên mình mới cầm cái cài đương cài đất mà mình leo, mình lái máy bay thì thực sự nó cũng rất là khó. Nhưng mà nếu không nói cái này, bởi vì để cho chúng ta lượt qua trong cái chương trình giáo lý chúng ta, dù chúng ta biết nhiều hay biết ít, nhưng mà chúng ta cũng nên biết, cũng nên biết. Nếu mà có người mà nghe mà chăm chú hay là thích thú thì có thể là tôi cũng phấn khởi và tôi cũng cố gắng nói nó sâu hơn chút. Nhưng mà để chúng ta thấy rằng dù chúng ta nói hay là hiểu biết bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái chỗ mà chúng ta làm cho thay đổi những cái nấc tâm, làm cho những cái tâm đó nó lặng tắt, nó im ắng đi, nó trở thành cân bằng của cái thức, để mà nó có một cái sự chứng nghiệm, thì thực sự nó cũng rất là khó. Vì thế cho nên cái chỗ mà chứng nghiệm trong các cái pháp thiền, hay là các pháp duy thức, hay là các cái loại định đó, nó rất khó. Cho nên các tổ nó người ta tu ước ước người, tức là rất nhiều người, nhưng mà khó có một người mà chứng quả, khó có một người giải thoát. Ước ước người tu, tức là nói về đời mật pháp này, chứ đời thượng pháp thì họ tu đâu chứng đó, đời trung pháp thì nửa chứng nửa không, tức là sau 1.000 năm là nó thuộc về trung, rồi 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 sau 2.000 năm thì nó thuộc về mật. Cho nên bây giờ chúng ta thật sự là mật mật pháp rồi, bởi vì 500 năm đầu thì nó chỉ có, nó là trí tuệ, 500 năm thứ nhì thì nó là định lực, 500 thứ ba là nó giỏi thông thuộc đa văn quán kiến, 500 thứ tư thì người ta có cái công đức phước đức tu phước sám hối. Còn bây giờ mình 500 thứ năm rồi, năm tức là 2.500 năm đó, nói về Phật lịch đó, nói này là nói về Phật lịch chứ không phải nói về dương lịch, là 2.500 năm á, thì nó là nhằm vào cái thời kỳ đấu tranh kiên cố, mà mình này còn quá cuối cái 2.500 năm thì thôi, thì có nước đánh lộn thôi chứ không có không gì hết. Mà cái tính chất phân tích của các vị thầy tổ đó là nói chung của cái tâm con người đến cái thời gian đó nó không có hài hòa nữa, nó không có hòa bình nữa, ta nói gì nói chứ trong lòng họ đều muốn tranh hơn, ngay qua ở đời cũng vậy nữa. Mà tranh hơn đó, người ta tranh không phải người ta tranh cái tâm, mà người ta tranh từ cái miệng, mà cái miệng không được thì người ta tranh bằng tay chân không được thì người ta giết nhau, hại nhau. Cho nên bây giờ người ta nghĩa là những nước nào mà chắc ăn thì phải nước đó có vũ khí tối tân, có nguyên tử, có bom chùm rồi này kia đó, thì nó mới yên tâm.
Cho nên bây giờ lắp đặt trên thế giới này người ta phải tìm tất cả những công nghệ đó. Thành mình thấy không? Trong cái tâm đó, dù người ta không có giết người nhưng mà chuẩn bị cái đồ giết người, ai cũng sẵn sàng hết cả. Bây giờ con người nó hết đức tin rồi, không đức tin. Dù anh có hứa hẹn gì ngồi bằng hội nghị vậy chứ sai ra ngoài thì cái tâm người ta không thể có khả năng đó. Chứ không phải người ta không làm cái chuyện đó, người ta không có cái khả năng tốt thật sự, chứ không phải người ta không tốt. Thực sự ai trong sâu xa họ cũng muốn tốt, nhưng mà họ muốn tốt nhưng mà tốt không được. Đại khái vậy, cái trình độ họ nó không được như thế. Cho nên những cái bậc mà họ hiểu Phật Pháp hoặc là họ thông đạt cái tâm lý của thời đại, họ biết như vậy. Cho nên con người nó thực sự đều là nạn nhân hết, chứ không phải. Nghĩa là nói cho đúng, thực sự nếu nói cái tội đó là cái tội do họ không có sáng sủa được, họ không có biết được, mà cái khởi điểm là họ không có cái tình thương được. Bởi vì không có tình thương nó mới sinh nên thù hận, nó không có dung hòa, không có thể hợp tác được, không thể nhường nhịn được. Còn cái cân bằng thì thực sự rất khó. Cho nên bây giờ người ta có hòa bình bất cứ chuyện gì thì nó cũng tạm thời thôi. Cho nên người ta tính từ 5.000 năm lại đây không bao giờ nó ngừng cái chiến tranh. Cái cách này hay cách kia, chiến tranh ngầm hay chiến tranh bất cứ cái gì nó cũng đang chiến tranh. Con người chúng ta cũng vậy, một cá nhân chúng ta cũng đang đấu tranh. Đấu tranh cho cái cuộc sống. Đấu tranh nghĩa là cần thiết để giành giật cái miếng ăn, cái cuộc sống, hay là đất đai, nhà cửa, hay là bất cứ một cái gì cả. Hoặc là tranh tụng về pháp lý. Cho nên chúng ta chỉ có đồng ý nhau trong cùng chấp nhận về luật pháp thì được. Chứ còn nó không thể chấp nhận về cái chuyện mà cái thiệt người đó tội nghiệp hay là dễ thương hay là nghèo khổ rồi thì cái chuyện nó vớ vẩn. Thành có người cái đầu óc nó chỉ là đầu óc chứ cái tim lần lần nó khô đi. Mà cái óc lần lần nó cứng rồi cứng cỏi lộn xộn. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có cái cuộc sống. Nghĩa là muốn yên ổn thì phải sống, nghĩa là đúng theo, nghĩa là đời sống hay là tu hành theo pháp luật hoặc là theo giới luật. Còn tự mình thì mình phải có một cái sự hiểu biết. Nếu mà chúng ta không có một cái nguyên tắc, không có theo được một cái kỷ luật nào nổi ấy, thì chúng ta phải theo chính cái tính chất ở trong lòng của mình. Cũng như nếu mà mình xuống nước á, mình biết bơi hay không biết bơi, nhưng mà mình đừng có chống với nước. Khi mình không đừng chống với nước thì nó được phần một phần nữa mình có thể nổi lên. Là bởi vì mình còn chống, còn quậy chừng nào thì nó sanh ra trọng lượng. Nó cũng như mình ngon ngược thì nó sẽ sanh ra phải trái đúng sai. Mà cái đúng sai ở cái cấp này không phải là cấp kia. Cho nên nó tranh tụng trong đời sống và nó tranh tụng trong cái hồn của mình, trong cái lý lẽ gọi là bất an. An là nó đứng im, còn bất an là nó dao động. Con người mình luôn luôn bị dao động từ cái gì nó nhỏ nhất, từ cái lòng tham của cái lực sống, cần cái cơm áo gạo tiền rồi danh dự rồi đủ thứ chuyện cả. Nội cái lo mà nghĩ cái đó thì người ta gọi là sống, chứ thật sự nó không có sống gì được hết cả. Cho nên nó không có một cái hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc thực sự là thực sự, nghĩa là hạnh phúc nó tương đối thôi. Cũng như ta chấp nhận như vậy mà để mình sống. Chứ không phải là giống như là một con vật nó sống ở rừng. Thật sự là nó không phải là chấp nhận, hay chỗ nào nó sống được nó sống, còn không được thì nó đi kiếm chỗ khác. Nó vậy đó. Còn nhưng mà đứng về cái sự tàn bạo ấy, thì thật sự nó thẳng thớm hơn. Hơn mạnh thì ăn mà yếu thì thua.
mình được yếu thua, con lớn ăn con nhỏ tất cả vậy đó, mà nó sợ nó hầm thôi, chứ đứng về cái thù oán nó cũng không có nhiều, nó chết rồi thôi vậy đó. Cho nên khi mà một thời gian mà nó đọa lạc hết cái đó, nó hết cái nghiệp phân biệt á, nó hết cái nghiệp phân biệt, nó hết cái nghiệp gì mà hận thù á, thì lần lần nó trở lại. Bởi cái sự sinh tồn là tự nó quá sinh, nó tái sinh thôi. Nó nương nơi cái gì mà gần gũi nhất thì nó hiện hiện hữu ra. Cho nên chúng ta muốn coi thử tại sao mà mình lại sinh ra cái loại người này, loại người kia, sinh ra chỗ này, chỗ kia. Thì chúng ta coi cái sự ưa thích của chúng ta. Cũng như giống như mình đi ra một cái phố hay là một siêu thị. Tại sao mình ghé chỗ này hay là tại sao mình không ghé chỗ kia? Tại sao mình đứng, mình lựa đồ chỗ này nhiều mà mình không đến cái chỗ kia? Rồi mình coi kỹ là do mình thích hay là không thích. Chúng ta coi kỹ là mình thích hay không thích. Mà mình thích là gì? Thích là cái món đồ đó nó hút mình, hoặc là mình hút, nó tự hút mình vào cái điểm đó. Cũng như mình đi trong đường phố, hễ mình thích cái gì thì mình ghé chỗ đó. Thích ăn thì mình ghé vào những cái quán nào mà mình hợp cái khẩu vị nhất. Còn thích những cái môn chơi thì mình thích cái gì đó, mình ghé vào chỗ đó. Đại khái cho nên mình coi cái tâm của mình đó, là tức là cái muốn của mình, cái dục mình nó dẫn mình đi. Bây giờ mình muốn mà đạt đạo á, thì thật sự mình chấm dứt tất cả sự muốn đó. Nghĩa là mình ngon ngon vậy đó, mình cấp cần. Mình không phải là mình không muốn cái việc ngoài, nhưng mà mình dứt cái tâm của mình. Cũng như thầy gần đây đó, thầy ăn ba trời ba đất là bởi vì cơ thể nó yếu lắm, nó không ăn được. Thì thầy cũng chả cần ăn không được thì thôi, ai phải lại chịu nó đi. Cho nên thầy đói cũng được mà no cũng được, nó thật sự vậy đó. Còn nếu mà khi nó cần thì có gì ăn đấy. Cho nên thầy cũng bỏ từ khoảng mà một năm nay, nửa năm nay, là coi như là thầy cũng diệt nghiệp nhiều lắm. Ăn được thì ăn, ăn được thì thôi, chứ cũng không có phiền trách mà. Không có ăn hận, không ăn cũng được nữa. Không ăn thì nếu nó đói, cái mà đói nó là mình nghe cái cảm giác đó. Nó có cơ hội để cho mình thấy được ngủ ấm. Nó cọ xát nó như thế nào. Tại sao mình phải sợ? Còn yếu quá mình nằm đó, chết thôi. Cho nên thầy thích bây giờ, nên là nó đủ chiêu rồi. Cho nên nó bớt khổ. Còn hễ mình đi được tới lui thì mình đi tới lui, còn đi được thì mình ngồi đó, nằm đó. Thì cái gì nó xảy ra thì mình thuận, gọi là thuận thiên giả tồn nữa, nghịch thiên giả vong. Thiên là thiên giả lý tánh gì đương nhiên, chứ không phải ông trời. Cái tự nhiên của mình đó. Ví dụ một mình thầy, mà thầy đi nhỡ mà nó té thì cứ nằm đó. Thay vì mình từ từ mình ngồi thì nó làm cái rầm, mình nằm đó thì mình nằm nó nghỉ, chừng nào khỏe mình ngồi dậy đi nữa. Đứng vậy đi nữa. Cho nên cái gì mình cũng phải phù hợp với lúc đó, chứ mình đừng có chống trại. Thật sự thầy muốn chuyển cái chỗ đó. Cái gọi là nghịch đó, thì bây giờ nó trở thành thuận thôi, không có gì cả. Cũng như bây giờ hồi nhỏ mình đi cái chân cũng đâu có vững, mình rung rung rung. Bây giờ thì mình già rồi thì nó cũng vậy thôi. Chứ mình cứ đòi lại cái này, mình cứ nghĩ cái quá khứ, nghĩ mình muốn mình ở thế này, mình muốn ở thế kia là mình khổ. Cho nên đại khái bây giờ mình bỏ cái muốn đi. Nghĩa là mình bỏ cái quá khứ đi, cái niệm nhớ lại. Bởi vì muốn là mình muốn một cái gì đó. Cái muốn nó thuộc về quá khứ, nó không có hiện tại đâu. Cái hiện tại nó giải thoát. Nhưng mà mình không thấy hiện tại thì mình là thấy cái muốn. Ví dụ như bây giờ thầy đang khát nước. Có nước thì thầy uống, còn có nước thì thầy khát. Khóc thầy biết khóc. Nếu có người thì thầy nói cho ly nước, còn có người thì thôi, để nó khóc. Bởi vì mình tức vì mình không có nước uống nhiều hơn là cái khổ về cái khóc nước. Khóc nước nó chỉ có cảm giác thôi. Nhưng mình tức là tại sao không có nước uống.
hay là tại sao mình phải đói. Còn cái cảm giác đói thì thật sự nó chỉ là một cảm giác thôi. Nếu mình lắng nghe cảm giác đó thì thật sự hơn mình tu bất cứ cái gì cả. Dù mình tu mà bao nhiêu năm đi nữa không bằng mình thấy thật sự được cái cảm giác. Bởi vì nếu mình thấy được cái thọ ấm là ngay nơi đó mình đã giải thoát rồi. Bởi vì cái thấy nó không có cái cần. Bởi vì cái cần là cái chỗ nó không thấy. Còn cái thấy nó không cần nữa. Bất cứ gì thấy cho rõ ràng. Bởi vì nó biết nó là vậy rồi. Thì bây giờ nó cần cái gì? Nó cần là do cái thấy lù mù rồi nó đánh giá rồi nó muốn đổi cái chỗ đó thành nó. Nếu mà nó đổi được, nó đổi, còn đổi được thì nó chấp nhận. Nhưng mà mình dùng cái từ đó cũng sai, nó không chấp nhận, nó là vậy thôi. Cho nên ví dụ như thầy thấy người ta gặp một con bò hay là một con vật gì nặng nề đó, lúc đầu thì nó còn chống chọi là cái bản năng, khi mà nó vật nó té xuống người ta tới chân thì nó nằm im thôi. Nó ít có quậy như là con người. Nghĩa là cái muốn của nó là cái phản ứng về vật chất, về cơ thể, nhưng mà nó không có sanh sợ khởi cái tưởng. Nó cái tưởng nó không mạnh bằng con người, cho nên nó khổ, nhưng mà gần như là nó không có bị cái không thỏa mãn, nó bị cảm giác đó thôi. Đó. Cho nên chúng ta tìm, không phải là chúng ta diệt cái khổ, nhưng mà tìm cái nguyên nhân nó làm khổ mình là từ đâu. Cho nên thầy sống đó, coi như ít khi mà nó theo ý mình, nó vừa ý mình hay là nó thuận ý mình. Sau này cái phần về sau đó, thầy nói tại sao mình phải theo ý mình. Bởi vì cái cảm giác đó nó đòi hỏi, nó bức xúc, cho nên mình muốn đáp ứng cái cảm giác đó. Mà nếu mình muốn đáp ứng đó thì bao giờ mình mới được, chỉ có chết thôi. Bởi vì khi nó thỏa mãn rồi thì nó cũng có nữa. Ví dụ bây giờ mình đói hay là mình khóc, hay mình ăn no rồi nó đói nữa, khóc lại nữa. Nếu có thì mình uống, còn không có thì mình chấp nhận. Thế cái gì nó vừa với mình thì mình cũng tích cực, mình cũng tìm kiếm, còn không có thôi. Mình không không khổ vì cái không thể được. Còn cái được thì nó đã được rồi. Còn cái không được á, thì mình đừng có cố gắng mà cho được. Nếu mình biết cái trong cái trí tuệ mình biết cố gắng mà được thì mình cũng nên cố gắng, nhưng mà mình phải biết nó không được thì thôi. Cũng như bây giờ cái cơ thể của mình nó đã yếu đuối, nó đã bệnh hoạn như thế này, mà mình muốn tôi đừng có bệnh hay là này kia, thì thực sự cái đó là cái ngu của mình. Nó bệnh là nó bệnh chứ đâu phải mình bệnh đâu, đâu dính dấp gì tới mình đâu. Cho nên do như vậy, còn cái mà mình nói là mình đó, thật sự nó chỉ là cảm giác thôi, chứ không phải là có mình. Cho nên cái đó mình, nếu mình triệt phá nó được rồi thì con người nó bất cập, nó sống sao cũng được. Nhưng mà ở đây ví dụ như mai là có huynh đệ hay là có sư cô rồi đây, chứ nếu một mình thầy thì thầy đã bỏ đi, hoặc là thầy đốt phá hồi giờ không biết bao nhiêu lần, thì cái gì mà nó không cái thì mình bỏ đi. Chứ không phải là mình phải, bởi vì mình giữ là để nó tồn tại, mà bây giờ mình không có tồn tại được thì làm gì. Cũng như cái thân này nè, mình luôn luôn mình sợ chết. Không phải mình sợ chết, nhưng mà thật sự mình rất ham sống. Mà ham sống là ham gì? Thật sự ham cảm giác. Bởi vì mình chết tức là mình không có cảm giác đó nữa. Mình rất sợ cái không cảm giác. Cho nên thầy mới nghĩ ra cách ở cảm giác nào phải thấy rõ cảm giác nó. Ví dụ như bây giờ thầy khát nước, thầy đang biết khát, nếu có nước thì uống thì thầy phải biết cảm giác của nó.
mình đáp ứng cái cảm giác nó không có khác bằng cái hớp nước. Nhưng mà cái lực khác trong người mình á, nó là một cái việc có lúc có nước mình uống, còn có lúc không có nước thì mình đừng mình quyết định, mình nói là vậy đó. Còn nếu nếu mình không uống nước mà mình còn tức không có nước để uống thì cái đó mình sẽ diệt mình nhanh hơn, không chấp nhận. Cho nên cái hiểu biết này nó mới sanh ra cái chữ nhẫn. Khi mà người ta có cái chữ nhẫn á, thì người ta ta ít có tai họa hơn, mà trong tai họa đó người ta có thể có cái khả năng an toàn hơn. Cho nên cái chữ Việt mình á, thì nó không có tưởng tượng được, chứ cái chữ chữ Nho, chữ Tào thì nó vẽ cái tâm, cái rồi nó có cái bộ đầu, cái đầu mà đâm qua cái tâm thì nó thành mà nó cũng còn không có soi là cái chữ nhẫn. Vì thế cho nên cái cuộc sống này á, là một là chúng ta phải có một cái loại huệ, tức là trí tuệ đó, chúng ta hiểu biết thì nó mới thoát qua cái khổ. Còn hai á, là chúng ta có một cái nhẫn nhục, bằng lòng với bất cả cứ cái gì xảy ra. Mà nếu cái đó mình ví dụ bây giờ có xử được thì mình xử, còn không xử lý được thì mình chấp nhận. Mình chấp nhận vô điều kiện, chứ đừng có nói là tôi chấp nhận cái này oan uổng hoặc nó thế này thế kia. Nó như vậy là như vậy thôi. Mình không thích như vậy mà nó là như vậy, cuộc sống như vậy đó. Thành do như vậy mình trong tâm mình nó rảnh rang, luôn luôn nó rảnh rang, nó khỏe rồi, không có chuyện gì cả. Chứ bây giờ mình tu cái gì? Mình tu tức là mình muốn đổi khác, mình muốn thay đổi. Tu tức là chuyển đổi, mà chuyển đổi nó nếu ở trong cái gì đó mình có thể trở thành bình an, nghĩa là trong cái bất an mà mình trở thành an là mình đã tu. Trong cái mà người ta gọi là khổ mà mình không bị khổ mình cũng vui. Trong cái mà đáng lẽ mình phải tức giận mà mình không tức giận là mình tu. Mà có cái gì nó xảy ra thì mình mới thấy mình thay đổi. Còn ngoài ra đâu có cái gì đâu. Còn nếu không có cái gì thì mình phải thấy nó là không có chuyện gì. Còn nếu mình nghĩ là chuyện gì thì nó là ảo tưởng thôi. Bây giờ chết chưa tới mà mình sợ chết thì cũng không cần thiết. Nhưng mà mình biết rằng nếu mà mình dứt cái thân này, dứt cái mạng này trước khi mình giác ngộ, trước khi mình nắm được tất cả những cái bí quyết để mà không sợ hãi, để mà không tái sanh, thì mình phải cố gắng, mình phải phải cố gắng tạo ra cái thời gian để mà xác định được điều đó. Tức là đó, cái quan trọng là mình có cái thời gian để mà chứng nghiệm, để mà thực tập, chứ không phải là hình thức. Cho nên bây giờ ở cái chùa cũng tu được, mà ở trong cái hang cũng tu được, mà hơn nữa lại đi giữa đồng giữa chợ tôi cũng tu được. Cho nên tôi mới bỏ những cái hình thức, có cũng được không có cũng được, chứ không phải mình bỏ. Bây giờ mình đương ở chùa thì cứ ở chùa, chừng nào chùa nó sập rồi thì thôi, thì mình chuông vô hang, hay là mình chuông vô rừng, hay là bất cứ cái gì. Cho nên mình đừng có chấp cái cần thiết cái điều đó, mà mình cần thiết là mình có hòa bình được không, có hài hòa được với hoàn cảnh không. Hoàn cảnh nó xảy ra thế nào thì mình sống được như thế đó. Thì cái này là một mình lập lại cái cân bằng, trong khi đời sống nó mất cân bằng, cũng như cái đường đi nó không bằng phẳng, nhưng mà cái bước đi mình khéo léo thành nó lại làm cho mình đi qua hết cái con đường đó. Cho nên mình phải lấp đầy cái bất bình, lấp đầy cái không bằng phẳng bằng cái tâm mình, nghĩa là không có khuyết phạm. Chứ nó cái đường nó rắc rối như vậy mà mình còn sợ hãi, tức là mình tạo ra một sự rắc rối thứ hai nữa.
Cho nên tôi nhờ cái suy nghĩ đó và tôi chấp nhận. Cho nên cái khổ thế nào mình cũng chấp nhận nổi. Mà bởi vì cuối cùng thì mình nói là cho nó chết đi. Thì chết thì là sao? Trước khi nếu mình không chết làm sao mình có thân này? Tại sao mình ích kỷ vậy? Nếu mà ai cũng sống hết vậy thì thôi ai có, đâu có chỗ đất nào mà sinh ra nữa đâu. Đâu có ai sinh ra nữa. Mình không chết đi thì mình đâu có đi đầu thai đâu. Cho nên do vậy chết theo không chết gì cũng được cả. Bây giờ nói bây giờ tôi ngồi đây mà tôi chết liền cũng được, tôi không nghĩ vậy cả. Bởi vì chính cái hạnh phúc á và cái chỗ ưu điểm của mình á, là cái không sợ. Mà không sợ cái nghĩ kỹ cho cái không sợ, tức là cái an bình. Cái an bình tức là thực sự nó không là gì cả. Bởi vì sợ là nó có cái tâm, nghĩa là nó rung động mạnh và nó co cụm lại, hoặc là nó phùng ra, nó biến đổi từ vật tới 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 cái hồn, cái tâm mình. Còn không sợ là nó có một cái gì căng thẳng che, nghĩa là gồng mình lên. Cho nên mình có không có cái không sợ, mà mình không có cái sợ, mà mình hãy làm cho nó cân bằng ra. Mà nhỡ một cái gì nó sợ thì mình phải thấy cái sợ. Cho nên bây giờ mình ít mình nói ráng rồi, chứ mấy lần ráng nó thật sự nó vô nó khoanh con nào con nấy to bằng bắp tay vậy đó. Nó khoanh nó cứ để nó thôi, chừng nó muốn đi hãy dít, ai dít được thì dít ra. Có nhiều lần con ráng to bự nó khoanh tùm lum, nó khoanh một đống trước mặt vậy đó, làm cũng để thôi. Bởi vì nó cắn mình là nó đã cắn rồi, cổng cắn thôi. Mà nhớ mà nó cắn thì chết thì cũng thôi, cũng khỏi. Nó còn khỏe tu nữa. Này kia. Bởi vì mình dứt điểm ở cái chỗ mình không sợ, ở cái chỗ mình không đổi khóc cái tâm, tức là mình sẽ không tái sinh, chứ không có gì cả. Bởi vì cái tái sinh tức là trong đó mình có cái chọn lựa. Cái chọn lựa tức là mình có cái sự tham nhiễm cái này hay cái kia. Còn nếu không có chỗ này, không có chỗ kia, mình không có tham. Ở đâu cũng vậy, đời sống đâu cũng vậy. Nhưng mà nếu có thể, ví dụ mà mình ở chỗ này và bị kiến cán thì mình đi về chỗ kia, thì cái chuyện đó không phải là do mình tham. Mà mình phải cân bằng cái đời, cái thân của mình, đừng có để cho nó bức xúc. Nó bức xúc thì nó không yên. Còn cái tâm mình cũng vậy nữa. Cho nên cái tu là một cái mình thấy được cái sự cân bằng của cái thức tâm của mình. Mà mình thấy đó không phải là mình tìm ra cái đó, mà mình phải tự lấy cái tâm mình cân bằng với cái sự chênh lệch. Mà thật sự mình nói là nó không bình thường, hay là nó bất bình, hay là nó gì đó. Cái tâm mình nó khỏa bằng những cái lỗ hổng, những cái bất bình. Cho nên ví dụ như mình thấy cuộc đời này nó khổ, nó sai trái, nó đủ thứ. Nhưng mà bây giờ cái tâm mình xóa cái thấy đi, mình có một cái thấy cân bằng lại, thì nó không sao hết cả. Chứ còn thật sự nếu mình muốn cho nó bàn phản hết thì không được đâu. Thế giới nó là vậy. Bởi vì mình có sanh ra đời là nó đã mất cân bằng rồi. Mình đã không có thật rồi. Bởi vì mình bị tái sinh. Bị tái sinh là do một cái luồng nghiệp nào đó, và nó trở thành một cái con người hay là một thằng người như thế này. Bây giờ mình muốn đổi khác đi thì mình lại muốn tạo một cái nghiệp gì đó nữa. Trừ khi mình hiểu biết cái trí tuệ, mình chấm dứt những cái nhân, những cái gì mà nó tái sinh. Chứ không phải là mình chấm dứt cái đời sống. Nhưng mà mình thay đổi cái đời sống để mình thay đổi thói quen. Ví dụ vậy. Cũng giống như mình ham ăn quá thì bây giờ mình khổ hạnh, mình ăn ít lại. Còn mình ham một cái gì quá thì nó hạn chế mình. Còn nếu mình đủ cái điều kiện thì nó cứ tự nhiên. Nhưng mà mình hiểu biết. Hiểu biết tức là sao? Hiểu biết tức là ở trong tất cả mọi cái xảy ra, mình đều thấy được cái Phật Pháp.
Phật là cái tính giác, Pháp là cái như thật. Cái như thật mà mình thấy được cái đang là của cái tự giác đó là Phật Pháp. Là mình thấy được sự thật, cũng như mình, nếu mình thấy được cái này với cái này thì hai cái nó đồng nhau. Ví dụ bây giờ một cái này, nó một cái này với một cái này, đó, một cái này, đó, rồi có thể là một cái gì đó, mà nếu mình thấy nó đồng nhau, bình đẳng, thì cái đó là mình gọi là mình thấy Phật. Thấy Phật là sao? Thấy Phật là thấy căn bản, thấy không có nghiệp. Thấy gọi là cái giác ngộ mà thấy, chứ không phải là con mắt thấy. Mà con mắt có thấy đi nữa thì không phải là cái nghiệp thấy. Nhưng mà khi mình thấy ở đây là Phật, đây là cái gì đó, cái gì đó. Bởi vì mình thấy bằng cái danh, chứ không phải là mình thấy bằng cái thực. Cái thực nó không có danh. Mình thấy cái thực, rồi trong cái thực đó nó còn phi thực nữa. Nó phi thực là nó như chính nó như đang là, nó như bây giờ, nó như hiện tại. Còn cái danh là đặt ra đó, chứ nó không có gì cả. Nếu mình thấy cái danh thì mình thay đổi là thay đổi cái danh trong đầu óc mình, mà cái danh đó nó sẽ sanh lên cái danh khác, danh tự đó, cái danh tự tướng, cái danh tự mà nó thành tướng. Cũng như mình nghĩ về một con người, tức là mình nghĩ cái tên con người đó và hình con người đó là trong đầu mình, chứ không phải là con người đó. Cho nên thật sự mình chưa bao giờ mình thật tốt với một người nào hết cả. Mà mình có thể tốt với cái gì nó phù hợp với mình. Mình tốt là cái gì phù hợp với mình, cái gì nó vừa với cảm giác mình, cái gì nó cân bằng với mình thì mình gọi là tốt. Còn nếu nghịch lại mình đâu có chịu nổi, mình đâu có thể tốt. Cho nên cái tốt đó cũng chưa phải là cái đúng, mà cái xấu cũng chưa phải là cái sai. Bởi vì mình không chịu nổi, mình không dung nổi thì nó là như vậy. Chứ đâu có phải mình đặt ra nó là như vậy. Cho nên bất cứ cái gì nhờ cái lý trí của mình thì tự nhiên mình vượt lên hết tất cả những cái gọi là thói quen tật xấu và cái nghiệp của mình, thì mình nó không thành ra cái nhân quả gì hết. Bởi vì nhân quả là mình khẳng định một cái gì đó đúng, một cái gì đó sai, một cái gì đó phải, một cái gì quấy. Còn mình thấy tất cả các pháp đều bình đẳng thì thực sự mình xóa nhòa cái tâm gọi là giai cấp của mình. Cho nên ví dụ mình nhìn đây, ví dụ như bây giờ tôi nhìn trước huynh đệ đây, thì thật tôi thấy, nếu mà bình thường thì mình thấy chỉ là Phật tử hay là chỉ là người, hoặc là thấy còn sau thì chỉ là cái tướng hình người, rồi cuối cùng mình không có cái tên là người hay là cái gì cả, thì mình chỉ có cái thấy. Mà nếu cái thấy mà trong thấy thì tất cả cái đều thấy một lượt, tức là cái người và cái cuốn kinh và cái nhà, cái cửa, tất cả nó đều là cái đối tượng của con mắt. Và nó phát hành, nó ra cái hình bóng, nó dọi vào trong này thì gọi là thấy. Còn mình sanh tâm, tại mình sanh tâm mình mới phân biệt. Mà chính cái phân biệt này thành cái sai trái. Rồi từ cái sai trái đó mình cố gắng mình bỏ cái trái, mình lấy cái đúng. Mình bỏ cái sai để mình lấy cái không sai. Thì tôi thấy cái đó nó tật rồi. Cho nên mình đã thấy có pháp bình đẳng, có pháp như tự tính, như thực của nó. Còn cái gì mà mình khó khăn thì mình phải lấp bằng cái khó khăn đó trong cái cân bằng của nó, hoặc là trong vượt qua của nó. Thì thật sự nó không còn dư thừa. Cho nên tôi nói thật sự, nếu mà ai thật sự muốn giết tôi đó, đừng có làm gì khó khăn lắm, thì tôi sẵn sàng đưa đầu cho họ chém và giết gì đó. Tự nhiên thường thường tôi cũng hay nghĩ vậy, chứ không phải bây giờ tôi nói. Bởi vì tôi nghĩ đó là mình còn làm được một cái gì đó cho vừa người ta vừa ý. Nếu người đó muốn giết, họ muốn giết.
Nếu họ muốn giết mình thì mình thôi cho họ một lần họ giữ ý. Còn mình không cần lấy công, lấy quả, lấy nhân, lấy tốt, lấy xấu gì cả. Bởi cái thân này có là để làm gì? Nếu từ trường hợp mình để nó tiến hóa, để làm thay đổi cái tầm nhìn, để thay đổi cái, để mình hiểu được cái chân lý là cái gì, mà cái chân lý thật sự của nó là gì, là vô ngã. Mà cái chân lý vô ngã thật sự là gì, là cái không. Nhưng mà nếu mình không ở trong cái không mà mình biến đổi, thì thật sự mình phải ở trong cái có mà mình chịu cái nhân quả. Cho nên do vậy có những lúc mà mình không có nghĩ gì cả, mình không có niệm gì cả, thì mình thấy sự vật thật sự nó không có chuyện gì cả. Cho nên mình nhiều khi muốn nói lên mình cũng không nói không được nữa. Cũng như tự nhiên là mình đã sanh ra mình nói cái này cái kia rồi, tức là thật sự nó nhớ lại. Nó không phải nói cái này nhưng mà nó nhớ lại cái tên của cái này là cái gì. Còn cái thật sự mình thấy mà nó không có tên, không cần nhớ lại, là nó đúng như cái thấy ban đầu của mình. Mà thấy ban đầu của mình là cái thấy. Còn vật đó mình muốn nói vật, muốn nói tâm, muốn nói cái gì đó là to do mình nói thôi. Cho nên cái thế giới này là do mình sinh tâm ra. Đó. Cho nên mình phải trở về với cái đạo vô vi, tức là cái nguyên lý chưa phát sanh. Vô vi thiên địa chi thủy đó. Thiên là trời, địa là đất, ra là đó là nói hai cái tính chất âm dương vậy thôi. Chứ còn ở trong vô vi nó không có cái không có tên, không có danh, thì cũng không có trời đất, có cái gì hết cả. Nhưng mà nó không có cái không, cho nên mình là cái đó. Nhưng mà khi mình có tên, nó hữu danh vạn vật chi mẫu. Nếu mà có cái tên thì nó thành ra cái tính chất hình thành. Cũng như mình nói tên người thì cái người đó nó sẽ hiện ra. Mình nói tên Phật thì Phật đó sẽ hiện ra. Nhưng mà ông Phật nó hiện ra thì chỉ ông Phật đó là ông Phật thôi. Còn người có cái khó không ra ông Phật. Bây giờ một cái hình này với một cái huynh đệ mà đang ngồi đây, nó thật sự tôi chưa chắc cái nào hơn cái nào. Cái này cũng có hình. Tự tôi sanh ra một cái vọng tưởng tôi nói là Phật cho nên tôi lại. Còn cái này tôi sanh ra vọng tưởng tôi nói cái tên hay gì đó thì cũng là tôi đặt ra thôi, tôi đâu dám lại. Nhưng mà nó thật sự cái khả năng tôi bây giờ tôi lại cái gì cũng được hết cả. Nhưng mà tôi thấy rằng người ta chịu không nổi. Ví dụ bây giờ tôi lại mấy huynh chạy liền, mấy huynh nó một hoặc tội chết rồi lại con này kia. Nhưng mà thật sự tôi không thấy cái đó. Hồi xưa tôi ở Lâm Đồng tôi đã thực hành cái đó rồi. Tôi thấy thật sự. Mà lúc đó tôi thực hành là giống như mình còn tương đối mình muốn tu, mình muốn có bình đẳng. Ai tới mình cũng lại 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 vậy đó, để mình phá cái ngã rồi này kia đó. Còn bây giờ tôi nói thiệt tôi không thấy đó. Tôi thấy cái nào cũng, nếu mình nói Phật thì người cũng Phật, Phật cũng Phật. Người nó còn thật hơn Phật nữa. Bởi vì nó có cái tâm Phật, còn này nó đâu có tâm đâu. Ông Phật này bây giờ ông tái ông cũng không có đỡ ông dậy nổi. Giờ đem dắt ông chỗ nào ông cũng nằm chỗ đó thôi. Không lấy Phật là vậy sao? Cho nên chị tư mình đặt thôi. Chứ bây giờ đem đem mấy quần đệ mình đem ông Phật này nhắc vô trong cái kẻ nào đó, mai cũng thấy ông nằm đó thôi. Rồi mình nói Phật là vậy đó, Phật là ông chấp nhận, ông nhẫn nại, ông chịu đựng, ông tu vậy đó. Thì mình cũng làm vậy đi, thì mình đâu có chịu đâu. Cho nên tự mình đặt là Phật thôi. Cho nên mình nói vậy là nhiều khi mình sợ mang tội, chứ không phải mang tội đâu. Từ cái tâm của mình nó sợ, nó có cái ngã. Cái ngã là nó chấp cái gì đó ban đầu, cái sau nó biết không đúng, nó sợ. Cũng cái tâm mình nó tự tâm thủ tự tâm, nó phi hoạn thành hoạn pháp. Cho nên cái quán tâm khi nó đắc đạo do quán tâm nó thật, không xê xích lên một ly một chỗ nào cả. Còn mình nói cái này nói cái kia là mình bày đặt ra, thì tự nhiên cái bày đặt ra đó là tức là mình mượn trong ý mình cũng biết là nó giả chứ không.
Ví dụ như bây giờ mình nói ông Phật thật đi, ông Phật này là ông Phật đi, nhưng mà mình đâu có dám xách lên xách xuống mình đưa vậy đó. Ông Phật thật mình tới đâu dám mình xách người ta mình lại hoài. Nhưng mà ông Phật đó cũng không phải ông Phật, ông nói nhược nhân gì kiến ngại gì gì bất năng kiến Như Lai. Nếu thấy ta là Phật, nghe anh ta mà nói là Phật thì không thấy được Như Lai. Cho nên bởi vì mình cái đó là cái thức tâm và cái ý và cái tình và cái danh, còn Phật là nó tự nhiên. Cho nên Phật bất kiến thân tri thị Phật, nhược thực hữu tri biệt vô Phật, trí giả năng tri tội tính không. Phật chẳng thấy mình là Phật. Nếu thật hay có, Phật khác rồi. Cái gì mà có đó gọi là khác rồi. Trí giả nên biết tội tính không, thẳng nhiên nào sợ nơi sanh tử. Nên do như vậy mình phải học hai chiều. Một chiều là mình cẩn thận, mình đừng có đi quá, đừng có sanh ra ngã mạn cống cao, hay mình nói cái gì mà mình ồn ào, nó sanh ra cái nhân quả. Nhưng mà cái thứ hai nữa, mình đừng có mê tín mù quáng. Mình phải thấy cái thế giới này nó chân thật. Nó còn nếu mình thấy thế giới này bằng phân biệt, bằng trí tá, bằng khôn ngoan, bằng cái sự này kia đó là mình thấy không thật. Tức là tự do mình đặt nó. Cho nên nhân tùng vô tướng trung thụ sinh, do như quyển, do như hình tượng, quyển nhân tâm thức bản lai vô, tự phúc giai không vô sở trụ. Nghĩa là thân thụ sinh từ trong vô tướng, như mọi bóng y hình, người tâm thức quyển vẫn là không, tự phúc điều không, không sở trụ. Cho nên cái thân mình nó sinh như cát bụi vậy, nó là cát bụi, nhưng mà nó cái chính xác quá đi, mà mình chấp vào cái hình thức đó, ở trong thì cái tư tưởng đó, cái hình của tư tưởng, còn ở ngoài là cái danh, mình không thể thay đổi được. Bây giờ mình nói cái ông Phật, nhưng một người nói à cái hình anh này đẹp quá, anh Phật này đẹp quá, cái mình cũng nói thật, Phật mà nói anh thì ông anh cũng vậy, nhưng mà mình nói ông thì nó vậy. Ông thì tụi mình biết ông này ông nội ông ngoại ông gì đó. Cho nên thật sự mình nói vậy mình tưởng đâu ông không bằng lòng, nhưng ông chịu là ông nói như vậy thì bài bữa hiểu tao là gì, tao đâu có phải là tao ở trong cái tên đó đâu, tao đâu có chết vì cái danh, đâu phải chết vì cái hình tướng này đâu. Cái này nó không bằng cái quá thân của ông đó. Nó là cái quá thân của cái phước đức con người để mà có cái biểu tượng mà tu tập hướng thôi, chứ nó không phải thật. Cho nên lần lần mình bỏ cái giả, mình hướng cái chân từ cái tâm niệm rồi cho đến cái tướng trạng, thì nó lần lần đó là tiến hóa. Còn nếu mình nhận diện ra một lượt về cái tánh không thì mình giải thoát. Cho nên nó thật sự chứ không có đừng tưởng như cái. Còn ví dụ như sa di mình nói là mình nương, với mình nương thời nơi cái tính chất trong huynh đệ nghe pháp, thì thực sự là mình cũng phải từ từ. Nhưng mà thật sự là mình con người mình không tin là người ta giải thoát. Còn tôi nói thật sự chứ mình cứ nói đại đi, anh là Phật hay là bà là Phật, họ không biết thành cái không tin đó là họ không hiểu không biết. Nhưng mà nếu mà mới sinh ra mà đặt cái thằng đó là thằng Phật thì sau này cứ kêu Phật Phật Phật. Tại sao mình đặt ở nhà quê họ đặt tầm bậy, họ nói thằng cu này kia đó, cu ra vậy đó, họ chịu kêu được. Chứ mà đặt thằng Phật hay là thằng thần họ không dám nữa. Nhưng mà cũng là cái tên thôi, nhưng mà Phật thì nó còn tốt hơn cu chứ này kia vậy đó. Ở nhà quê của tôi đó, họ hay đặt mấy con bé ê cu cu, lại đây con. Này đó, cho nên họ đặt vậy đó. Cho nên do như vậy mình thấy rằng con người á, nó thích hạ liệt, nó thích tầm thường, nó thích, nó sợ hãi lắm. Nó biết mình không phải cái đó, mà cái đó là quan trọng lắm. Tại sao mình biết không phải? Ai nói không phải? Bởi vì giả tư ông Phật mà ông hiện ra, như Thích Ca Mâu Ni nó thật sự cũng đâu phải là Phật.
Phật ổng cao ngàn trượng ở trên cò sát giới, như thiện to nó còn hơn núi Tu Di nữa, rực rỡ mười phương. Đó là cái thật sự nó cũng là quá thân thôi, chứ chưa phải thật sự cái báo thân thật của Phật. Còn báo thân cũng không phải là pháp thân. Pháp thân nó tràn đầy pháp giới. Ví dụ như Phật đương thuyết pháp ở Ấn Độ đi, là ở trên những cõi trời Tứ Thiên Vương thấy Phật đấy, thì vô trong đó thuyết pháp, thì trong đạo lại cũng thấy Đức Thế Tôn, thì tất cả chư thiên đạo lại ra rước Phật, thì Dạ Ma cũng thấy Phật. Dạ Ma thấy Đức Phật đi đến với cái hình tướng của Dạ Ma Thiên, thì Đâu Xuất Đà Thiên thì cũng thấy Đức Thế Tôn Như Lai đi đến thuyết pháp. Trong Kinh Hoa Nghiêm đó, mình có phẩm đó, mình tụng cái phẩm thấy. Mà trùng trùng tha quá thiên, quá lật thiên, rồi tất cả các quả trời đều thấy Đức Thế Tôn đi. Thì ông nào là thật, ông nào là giả đâu. Cho nên người ta bứ thừa cái ý đó, người ta nói tề thiên đó, con khỉ nó bứt lông, nó phun ra, thì thành ra thành hàng trăm cái khỉ con, quá thân này, tề thiên đại thánh đó. Nó cũng là cái ý đó đó. Cũng như bây giờ mình lấy một chút gì đó trong người mình, người ta có thể tạo ra một cái hình người được. Tôi chưa thấy cái đó, nhưng mà tôi nghe, tôi có thiết đó, tôi nghe rồi. Ví dụ người ta lấy một cái mảng da, một gì đó, rồi người ta làm sao đó có thể người ta cái mà nhân ra nó thành ra con người đó. Cho nên một cái điểm nó có tất cả điểm. Nghĩa là bất cứ cái gì nó cũng trở về như là một cái phân tử ban đầu. Nó có cái âm dương tử, âm dương điện đó. Và tất cả cái đó nó nhân lên và nó trở thành. Nhưng mà nó là trong cái giống, giống nào trở thành giống nấy. Giống người hay là giống vật hay là giống nào, cũng như cây cối vậy. Okay. Cho nên cái giống là nó từ một cái rất nhỏ. Còn nếu nó pha trộn thì nó nhân giống, hay là nó ghép giống thì nó khác nữa. Cho nên thế giới này nó không có là cái gì hết cả. Nó chỉ là một cái sự pha trộn, sự biến hóa, một cái sự lung linh. Mà ở trong cái vật chất ấy, thật sự là khi nghiền nát ra nó cũng trở thành bụi cát. Nó không có gì cả. Đá vàng đều là trở thành bụi hết cả. Còn con người cũng vậy, nó khi chết rồi nó cũng trở thành không. Cho nên hồi xưa tôi mới hiểu biết chút chút, thì tôi cũng làm ra hàng trăm bài thơ nói về tính chất giả ảo của con người của mình đó. Cho nên mình hãy chấp nhận bất cứ cái gì xảy ra. Mình sinh làm một con người này chưa chắc là phước, chưa chắc là quả. Nếu là phước là mình không được hưởng những cái cảnh giới cao hơn. Và mình sinh làm người này thì cái trí tuệ mình trung bình thôi, chứ mình cũng không có siêu quá được. Mà mình cũng không có được như vị Bồ Tát, nhưng mà mình cũng không có phải là những cái dọc cái dân mà nó chậm tiến, hạ đẳng. Cho nên nó cái gì nó cũng như chính nó thôi. Còn cái hạnh phúc thì cũng không biết đâu thật sự là hạnh phúc. Nhiều khi những bộ lạc mà ở trong rừng Amazon thì có còn hạnh phúc hơn mình nữa. Hạnh phúc đâu có phải bề ngoài đâu, mà cái sự an tâm, an lạc, bình an, thoải mái suốt một kiếp người nó là hạnh phúc. Chứ đâu phải văn minh để làm gì đâu, văn minh để cạnh tranh, để tranh đấu. Và cuối cùng nó trong cái sự thua thắng đó, nó phải cạnh tranh tối đa. Và một bên còn bên mất không thể chịu nổi. Cho nên văn minh là văn xương. Cho nên nói như vậy để chúng ta chi? Để chúng ta cân bằng lại, đừng có háo thắng, đừng có tự thưởng gì và trở lại chính mình. Chính mình là cái chính, không có gì mà để tự hào, tự mãn, tự đại, tự kiêu, tự gì cả. Cho nên nó trở thành cái không. Cái không mà không có cái tên không, không có cái tướng không, không có cái âm, cái từ hay là cái âm thanh gì cả. Thì mình lọt vào cái chỗ hiểu được đạo.
cho nên nó là nó hiểu được đạo và từ đó sanh ra Phật, gọi là Phật từ tâm không hóa ra đó. Tu hành thờ Phật là thờ tâm không, đó là chính cái người mà trí tuệ nhất địa cầu họ nói như vậy là Krishnamurti đó. Bởi vì tâm không thì nó mới không ngã, tâm không vô ngã đại đồng đó, thì nó mới dứt thấy là tham liếng, lòng không tham liếng rõ thông nhiệm màu đó. Còn cái tâm có thì nó so sánh, nó đối chiếu và nó sanh ra lòng tham, sanh cạnh tranh, sanh ra đủ thứ chuyện. Còn cái tâm không nó lấy gì mà nó sanh nữa đó. Cho nên mà cái hiểu biết thì nó không mất, trí tuệ thì nó lớn lao. Cho nên tâm không là một cái tâm rất vĩ đại. Nhưng mà chúng ta không được thì chúng ta nói vậy, chứ khi chúng ta là tâm không thì chúng ta cũng không cần nói vậy làm gì. Được không? Con quán là nói được liền, là bởi vì cô tính niệm Phật đi, thôi nghỉ đi. Thì ai cũng thấy cô là vậy cả. Trong mạng thì họ gọi thầy đó, nói trời sao bà cô mà bà không thích nghe thầy sao, rồi bà cứ trông cho mau rồi qua. Thầy nói ít nhất cũng 3-4 người họ nói. Họ dòm họ thấy ở mấy đứa này nó còn trong ngâm, cái mặt nó còn thích nghe nữa, nó là có. Bởi vì cô hiểu quá rồi, cô nói không có gì mình nghe nữa cả. Ta nói là nói cho mọi người nghe, chứ nó nói cho mình cô nghe đâu. Thôi nói vậy chứ thầy cũng chịu. Thôi.